và để xem là ban sinh viên, ban đại diện của nhóm sinh viên Công giáo Nông nghiệp Hà Nội sẽ có những hoạt động gì cho lễ truyền thống lần này. Và chúng tôi sẽ theo chân của chị và chúng tôi sẽ là người phỏng vấn đầu tiên. Xin mời chị Thanh Đào. Nhóm sinh viên Công giáo Nông nghiệp sẽ có những khó khăn gì trong hoạt động vừa qua không ạ? Thời tiết này, rồi do nhiều cái vấn đề thời gian nữa. Không chỉ thế, nó còn là một cái yếu tố sâu xa khác. Đại diện của nhà sinh viên Công giáo Nông nghiệp sẽ là khá bế tắc trong lễ truyền thống sinh viên Công giáo Nông nghiệp lần này. Và tôi sẽ không làm phiền ban đại diện nữa. Và sau đây xin nhường lại sân khấu cho ban đại diện của nhà sinh viên Công giáo Nông nghiệp. Thế xong rồi ạ? Chán thế em qua được không em? Anh cũng hơi mệt. Thôi, thôi, đi nhậu đi. Đi nhậu đi. Hợp lý quá nhỉ, đi nhậu cái nhỉ. Đi nhậu đi. Nhớ nhà tôi đã Thế giới này cũng có. Are you understand?
mình ạ. Ui giời ơi, anh Trương Vương ơi, bạn quan chức quá, tự nhiên làm tục với chết đi. Ôi lời quá, thật chết không? Cho một năm vào kho để ta sử dụng. Đi vào đây. Mang tên đầu tiên ra đây. Người là ai? Và đang làm chức vụ gì trong nhóm sinh viên cô giáo lưu niệm? Quỷ. Dạ. Dạ. Thưa bẩm Di Vương ạ, con là bộ trưởng bộ truyền thông ạ. Công việc chính của con là đem đến những câu thông tin cực nhanh, cực chính xác. Và đặc biệt, hiện tại con đang chuẩn bị cho một chương trình lớn sắp tới của nhóm sinh viên công giáo nông nghiệp. Đó chính là lễ truyền thống lần thứ 21 được diễn ra tại giáo họ Kim Lan đấy ạ. Và để chuẩn bị cho chương trình sắp tới, bọn con nó phải thức đêm, thức hôm. Nó có những cuộc họp dài, tầm tiếng đồng hồ. Bọn con có thể đem lại những hình ảnh, những video sắc nhẹ nhất để con cho anh chị em thả mình trên Facebook đấy ạ. Và ngay dưới sân khấu chúng tôi là đang có một tập đoàn đang túc trực chỉ đợi Di Vương há hồn và chụp ngay của mặt của Di Vương đấy ạ. À, thì ra nhà ngươi là bộ trưởng ban truyền thông à? Dạ vâng ạ. Ta cũng đang tập tành trên Facebook. Vậy ngươi có thể chụp cho ta một kiểu ảnh để ta làm ảnh avatar được không? Ui dạy đơn giản, đơn giản liền. Em có bảnh đấy mọi người. Em có bảnh đấy. Thanh kéo. Em có bảnh đấy. Ngươi là một người lãnh đạo rất có tâm, là có tâm. Ngươi không chỉ có tâm nhìn xa trông rộng. Ngươi đang nói gì đấy? Ngươi nói gì? Ý của ta là cái em của ngươi chụp xa bao nhiêu? Trong khi đó ta còn biết là ngươi còn rất có những nhiều những bức ảnh chôn chụp chôn rằng ta không thể nhìn cười. Ngươi giải thích như sao về hiện tượng này? Dạ, đôi khi chụp những cái bức ảnh chị anh chị em sống sống ảo quá, con phải chụp những săn những cái lúc mà anh chị em đang mồm miệng nó hơi méo méo một tí, đang nhìn nó mới chân thực. Dạ. À, thì ra là vậy. Vâng. Dạ, khởi bẩm Diêm Vương, nhóm đã bao nhiêu việc, xin lại tha xét sự cho con để sống lại. Vâng. Ta thấy ngươi cũng có nhiều cố gắng, nhưng thôi được rồi, ngươi cứ vào trong để ta phải xét sau. Diêm Vương ơi, thật chết. Chấm trước xét sớm cho con với nhóm bao nhiêu việc, đâu mà chờ mới đợi. Trời ơi. Cho thằng tiếp theo vào. Anh. Ta cho người 2 phút tự giới thiệu về bản thân. Thằng kia có mạnh quá. Kính thưa các nhà tuyển dụng. Anh xin lỗi ạ. Dạ kính thưa Diêm Vương ạ. Con xin tự giới thiệu, con là con của Tokuda đến từ Malaysia. Hôm qua mới thua Việt Nam xong, đến nay chuyển ra đây nhập tịch luôn. Dạ con kính Diêm Vương ạ. Con trực tiếp giảng dạy bộ môn như là ca múa chuồng tèo, hát ca nhạc như chiêu thuyền con cũng dạy luôn, anh đừng cười. Cười đấy kìa. Từ ví dụ như thế này, ví dụ con chủ yếu là tập cho các bạn những bài cử điệu múa như thế này. Anh em ơi! Anh em đâu? Anh em ơi! Diêm Vương hay quá, là về bế cả người. Thôi tôi đây. Ta có điều tra và biết rằng ban linh hoạt viên của ngươi đang có tình trạng thả tính ra. Vậy ngươi giải thích như thế nào về hiện tượng này? Hiện tượng này thì rất chi là thông cảm với em, là
Ngay ở dưới kia rồi, các bạn đang lừa men ra, em làm sao mà chịu nổi. Ai lừa, ai lừa. Còn hoạt bộ của con hoạt động rất chi là đều đặn và đều như vắt chân vậy. Chúng con hoạt động từ 5:30 chiều cho đến mấy giờ thì Diêm Vương nhỉ? Mấy giờ? Dạ dạ dạ. Cho nên là con xin Diêm Vương cho con một cơ hội sống để con còn phục vụ các anh em trong nhóm. Con mà chết đây. Ta thấy vấn đề này cũng không có gì nghiêm trọng. Dạ. À cũng không nghiêm trọng. Dạ dạ. Ta cũng đang muốn đi tập linh hoạt viên để kiếm người yêu. Ta cũng muốn đi tập. Cho nên là ta khuyến khích điều này. Cũng khuyến khích điều này. Thôi được rồi, ta cho ngươi vào trong, ta sẽ gửi mail cho ngươi sau. Đây em cảm ơn Ngọc Hoàng. Chết. Em cảm ơn Diêm Vương. Anh từ từ anh. Em đi. Chọn tên tiếp theo vào. Quỳ xuống. Mày, Diêm Vương ta nói nói mày. Mày đi ra nhà bố mày nói đâu. Tích cực. Mày nói mày em tự nói mày hỏi lâu lạ. Mà mày như vương, em là bộ trưởng bộ hát họ. Trong cái nhiệm kỳ vừa qua, em phải có rất nhiều những hoạt động ý nghĩa. Thí dụ, đơn giản thôi. Như vừa xong này, em vừa mới rất cả một nhóm em sang hát lên. Chào tân bên nhà thân ớt này. Thế quá ghê. Ta cũng biết. Hàng năm nhóm con lại còn hát lên chương trình Hành Hương Thiện Nguyên. Ghê chưa. Đấy, thế hàng năm, hàng tuần còn vừa tập hát, vừa hát lên chủ nhật ở nhà thờ nông vụ nữa cơ. Ghê cơ. Khá quá nhờ. Ngoài ra nhá, con còn là chủ tịch của cái tập đoàn này, tập đoàn Môi Đỏ đấy ạ. Được đấy. Người có biết không, mỗi lần mà ta đi lễ tại nhà thờ nông vụ, ta rất bị chia chí bởi cái tập đoàn Môi Đỏ của ngươi. Ngươi giải thích như thế nào về hiện tượng này? Ngươi nói ta xem nào. Báo cáo anh Vương, chẳng giấu gì anh. Khi nhiều, mà tập đoàn của con lại 90% là các chị em gái. Mà Diêm Vương cũng biết rồi đấy. Nhóm con lại toàn các chị em ở nông nghiệp. Mà nông nghiệp thì dạo, dầm nắng nước mưa, da thì đen, môi thì thâm. Thế thì đi ra trong các kỳ. Tí dân cho nó trận nhá. Vì vậy cũng lấp ra cái tập đoàn này để làm sao? Để cho các em bôi thêm phân, chát thêm xón. Đấy, sao các nhóm khác phải quá đợt vào đâu. Ghê không? Quá ghê luôn. Cũng được, nhìn như anh Vương nhỉ? Có được không nhỉ? Được chứ. Anh Vương cũng đang đánh xón. Không những... Alo. Không những dừng lại ở đấy, ta còn biết rằng khi mà ta đi lễ, ta thấy các chị em ta đi lễ, ta có thể thấy rằng là các chị em hát bằng cái khả năng các những body mong ước cả. Ngươi có thể chứng kiến cho ta xem được không ạ? Đơn giản, cái đơn này có đợi chị em đâu, lên hát thành riêng mái nào, lên đây. Trời ơi, xuống đi. Bạn này mới chuyển giới các bạn thông cảm. Quay em vào, vị trí. 2, 3. Ta thì ngươi cũng đã làm rất tốt, nhưng thôi, ta sẽ xem xét lại sau. Cho nhà ngươi lui, thần chết. Mày đi lại, tao không đi được, không khiến mày. Sorry. Lấy hơi. Dù là ngày mưa hay ngày nắng,
dù là sáng sớm hay là đêm khuya thì anh chị em chúng con tổ chức những buổi như kiểu là thâu đêm suốt sáng không? Ba hôm một vào vậy đấy. Ơ cái gì đấy? Như nhỉ? À có gì nhỉ? Thì nhìn quên cha nó rồi. Trước những cái buổi mà ông thi thì anh chị em rất là sốt sắng đến 457 của Việt Hàn. Thì anh chị em có biết đấy là gì không? Ôi trời ơi, chị Lương đúng là lâu năm có khác nhỉ. Thì những buổi đấy thì bọn con ôn đề ôn thi từ khuya cho đến tận gần thi cơ mà. Gọi là mãi mới ôn thi cơ mà. Mấy anh chị em á rất là sốt sắng, rất là nhiệt tình luôn. Đấy Diêm Vương ạ. Cái bọn này khá quá nhở. Tăng 1 rồi lại còn tăng 2, tăng 3 nữa cửa. Chết. À, cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm của ngươi. Nhưng ngươi có biết hiện tượng tai nạn giao thông xảy ra do uống bia rượu của nhóm sinh viên các ngươi rất là thường xuyên không? Nào gì có Tào ơi, ngươi... con ở đây 20 tuổi thanh xuân rồi ngươi... chưa thấy gì. Ngươi, ta là cái thằng mà bám đít Dương Vương suốt ngày đây. Ta ký ba cái thằng sinh viên xuống dưới đây. Ngươi có tin không? Ta cho ngươi xem video này nhé. Dạ. Google dịch uống rượu tai nạn giao thông. Action. Mạng hơi hơi nát à? Mình gõ lại nhỉ? Gõ lại Google. Ok. Uống rượu gây tai nạn giao thông. Uống rượu do tai nạn giao thông. Mạng Kim Nam hơi kém. Anh ơi, anh sắp về chưa? Giải nhanh lên đấy nhá. Rồi, được rồi, nốt chén. Vậy, tôi xin phép nhá. Anh chị em ơi! 2, 3! 2, 3! 2, 3! 1! Anh con xin phép nhé. Được, con về nhà bao việc. Từ từ nói anh ơi. Từ 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 từ. Anh. 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 An
Ta thấy các ngươi cũng đều là người tốt. Người tốt vâng, sức trẻ, vai dài, cánh rộng nhiệt huyết tuổi trẻ của các ngươi có thể đóng góp cho nhóm sinh viên công giáo ngày càng phất lên. Vâng. Cho nên ta phán xét như thế này. Ta cho các ngươi một cơ hội sống. Nhưng lên phải cực kỳ phát huy ngày ba, phải phấn đấu hơn nữa để giúp nhóm ngày càng phát triển hơn. Các người có đồng ý không? Dạ vâng, xin thưa. Xả kho. Con chết đâu? Thằng này hôi nách này. Con chết đâu? Phu vào này đi. Bái chiều. Và chúng tôi sẽ quay trở lại với ban đại diện. Và chúng tôi cũng biết là ban đại diện đã học được gì cho lễ truyền thống lần này chưa? Tôi mơ tôi chụp ảnh selfie với chị Vương. Ôi, thì học gì qua đi làm cháu đây rồi. Và tiết mục này tôi cũng chẳng biết là tôi làm gì ở đây nữa. Xin cảm ơn tiết mục. Xin được cảm ơn tiết mục hai kịch.